Chào mừng các em đến với kênh Tiểu học Channel. Các em thân mến, ở tiết kể chuyện hôm nay, chúng ta cùng nhau nhìn tranh và kể câu chuyện Bạn mới của khỉ con. Các em lắng nghe cô kể chuyện nhé. Một hôm, khỉ con trông thấy trên cao cạnh nhà có một tổ chim mới. Nó rất vui và tìm đến nhà bạn mới để làm quen. Nhưng lần nào đến, người hàng xóm cũng ngủ say, khỉ con không thể gặp được. Nó lấy làm lạ, sao bạn ấy ngủ suốt ngày thế? Phải thức dậy làm việc cùng mọi người chứ. Khỉ con ra thăm vườn ngô và thấy ngô bị mất cắp. Thấy vết chân chuột để lại, khỉ con nghĩ sẽ nhờ mèo con đến bắt giúp. Nhưng ngay đêm ấy, tiếng chít chít khiến khỉ con tỉnh giấc. Nhìn ra vườn, khỉ con thấy một con gì đó bắt tên chuột đầu đàn. Các con chuột khác hoảng sợ chạy toán loạn. Sáng hôm sau, nghe khỉ con kể lại, mèo con nhìn lên tổ chim trên cành cao rồi nói: "Cú mèo đã bắt chuột giúp cậu đấy. Cậu ấy ngủ nướng cả ngày. Cậu ấy phải ngủ ngày để ban đêm bắt chuột." Lúc ấy, khỉ con mới hiểu người bạn mới không hề lười biếng. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy tiếp tục like và subscribe kênh Tiểu học Channel để được lắng nghe những câu chuyện tiếp theo các em nhé. Bên cạnh đó, các em cũng có thể truy cập vào fanpage Tiểu học Channel và để lại lời nhắn, đề xuất những câu chuyện, những bài học mà các em muốn được xem trên kênh Tiểu học Channel. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!